Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 4.267 người mắc COVID-19 tại 17 tỉnh thành. Lập chốt vùng xanh ngăn dịch ở Hà Nội. Ấn Độ sẽ cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8, chiến lược chống dịch mới đã phát huy hiệu quả. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong bản tin sáng ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế cho hay Việt Nam có thêm 4.267 ca COVID-19 ghi nhận trong nước. Họ được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.365 ca, Bình Dương 1.032 ca, Tây Ninh 194, Đồng Nai 164, Long An 146, Đà Nẵng 93, Bình Thuận 77, Vĩnh Long 60, Cần Thơ 37, Phú Yên 28, An Giang 24, Bình Định 23, Đồng Tháp 14, Bạc Liêu 4, Đắk Nông 4, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1. Hiện Việt Nam có 174.461 ca nhiễm, gồm 2.328 trường hợp nhập cảnh và 172.133 bệnh nhân trong nước. Số ca nhiễm mới từ 27 tháng 4 đến nay là 170.563, trong đó 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19. 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Thái Bình. 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị và Nam Định. Trong ngày 3 tháng 8, Việt Nam có 405.884 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm một mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều. Cùng ngày, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào, tốt nhất tiêm mũi 2 cùng loại đó. Bộ Y tế tiếp nhận 415.000 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Anh tặng. Hiện lô vaccine được đưa về kho lạnh bảo quản tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã có 500 giường đi vào hoạt động. Dự kiến nơi đây mở rộng số giường dần lên đến 700 trong những ngày tới khi được Bộ Y tế tăng cường trang thiết bị và nhân lực. Hà Nội trưng dụng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thành nơi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho quận Đống Đa. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn so với các đợt dịch trước đây. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam áp dụng hình thức giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nghiêm ngặt và bổ sung các quy định chặt chẽ như giờ giới nghiêm. Do ca mắc gia tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn cho y tế, Bộ Y tế đang dồn toàn lực để tăng cường truy vết, dập dịch, vừa tập trung điều trị cho người bệnh có chuyển biến nặng. Tại cuộc họp với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, ông Kido Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, đánh giá đợt dịch thứ tư rất khó khăn với tốc độ lây nhiễm mạnh mẽ với biến thể Delta, nhưng Việt Nam đã đi đúng hướng trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Lập chốt vùng xanh ngăn dịch ở Hà Nội, quận Hoàng Mai lập gần 400 chốt vùng xanh tại 14 phường để ngăn dịch bệnh xâm nhập vào các khu dân cư chưa có ca mắc COVID-19. 17 giờ ngày 3 tháng 8, ông Trần Văn Đàn, 65 tuổi, dân phòng phường Mai Động, cùng 3 tình nguyện viên bắt đầu vào ca trực tại chốt cụm dân số 10. Chốt đặt ở đầu ngõ 175 đường Tam Trinh với biển báo cỡ lớn màu xanh lá ghi vùng xanh, lối vào căng sợi dây dù. Người lạ, khách không được vào, người dân bên trong chỉ được ra ngoài khi cần thiết hoặc có giấy đi đường. Hàng hóa đều giao nhận phun khử khuẩn tại bàn sắt. Đường lập từ 4 ngày trước, đây là một trong những chốt vùng xanh đầu tiên ở quận Hoàng Mai. Chốt chia 4 ca, từ 6 giờ mỗi ca, có từ 3 đến 4 người đứng trực, đến 23 giờ sẽ rào cứng.
Nhận bao gạo nặng 10 cân ở chốt, chị Nguyễn Thu Giang, 38 tuổi, được một thanh niên tình nguyện chuyển vào tận nhà. Ngõ nhà tôi ở gần đường lớn, thường ngày rất nhiều nhân viên giao hàng, người lạ đi qua. Từ khi có chốt, tôi thấy yên tâm hơn trước, chị Giang chia sẻ. Phường Mai Động hiện đã lập 35 chốt. Việc lập các chốt vùng xanh do tổ dân phố, người dân tự quản cũng giúp chính quyền giảm bớt áp lực, tập trung truy vết khoanh vùng các điểm nóng có ca nhiễm. Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mai Động cho hay, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 2 ngày qua cũng lập 40 chốt tương tự, dân số hơn 50.000 người, trong đó hơn một nửa sống tại 40 khu chung cư, nên theo ông Phạm Hải Bình, bí thư phường mật độ cư dân cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Theo ông, mô hình vùng xanh khi được thiết lập đã phát huy được tinh thần tự giác, gắn kết trong cộng đồng cư dân, đặc biệt là phát huy hiệu quả ở khu chung cư với các chốt kiểm soát đặt ngay tại sảnh. Trong đợt dịch thứ tư, quận Hoàng Mai ghi nhận 162 ca mắc COVID-19, cao thứ hai sau quận Hai Bà Trưng, 165 ca. Hoàng Mai đang triển khai gần 400 chốt vùng xanh tại 14 phường. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.410 ca mắc, trong đó 852 ca trong cộng đồng, ca được cách ly là 557. Ấn Độ sẽ cung cấp 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam. 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir được Ấn Độ cam kết cung cấp cho Việt Nam trong 30 ngày tới. Đây là kết quả làm việc tích cực của nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ với các công ty dược phẩm lớn như Hetero, Dr. Reddy, Cipla, Jubilant, Milan, Gidus và Cadila. Theo đó, các doanh nghiệp này cam kết sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir trong vòng 30 ngày. Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương Ấn Độ trong các buổi tiếp xúc gần đây với nhóm phản ứng nhanh về thuốc và vaccine cũng cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp Ấn Độ hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu. Do COVID-19 bùng phát mạnh vào cuối tháng 4, chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng này. Nhưng quyết định trên được nới lỏng thành hạn chế xuất khẩu vào ngày 14 tháng 6. Do đó, để được xuất khẩu, doanh nghiệp cần hoàn thiện thủ tục tại Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ hoặc các văn phòng đặt tại các khu trung tâm kinh tế lớn. Ngày 3 tháng 8, ông Manjush Mandavia, Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, năng lực sản xuất thuốc Remdesivir của nước này tăng từ 3,8 triệu liều một tháng vào thời điểm tháng 4 lên 12,25 triệu liều trong tháng 6. Số nhà máy được cấp phép sản xuất tăng từ 22 nhà máy trong tháng 4 lên 62 nhà máy vào thời điểm hiện tại. Hôm qua ngày 2 tháng 8, tập đoàn Vingroup cũng công bố tặng Bộ Y tế 500.000 lọ thuốc điều trị COVID-19. Dự kiến tất cả đơn hàng sẽ chuyển về Việt Nam ngay trong tháng 8. Lô đầu tiên gồm 105.000 lọ Remdesivir do tập đoàn này mua sẽ về thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 5 tháng 8 để phục vụ công tác điều trị khẩn cấp. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế đang nghiên cứu đưa Remdesivir vào phác đồ điều trị sẽ cấp phép để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng virus do công ty dược phẩm Cipla Ấn Độ sản xuất dưới sự cho phép của Grinder Scientist Mỹ. Loại thuốc này được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ tháng 10 năm 2020, với khả năng rút ngắn thời gian điều trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị. Remdesivir sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 thể trung bình và nặng theo hướng dẫn trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Với 500.000 lọ thuốc, số thuốc trên có khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000 đến 100.000 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 8, chiến lược chống dịch mới đã phát huy hiệu lực. Trong 2 tuần đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cao, siết chặt và thay đổi nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn dịch COVID-19. Một trong những thay đổi quan trọng trên địa bàn là thay vì phong tỏa rộng như trước đây, thành phố đã chuyển sang phương án phong tỏa trên diện hẹp, có trọng tâm và bảo vệ vững chắc các vùng xanh nơi chưa có dịch bệnh xuất hiện. Trao đổi với Dân Trí bên lề cuộc họp báo sáng ngày 3 tháng 8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự thay đổi về mặt chiến lược đã phát huy hiệu quả nhất định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Giống như một cây to, chúng ta không thể ôm hết, nhưng có thể ôm chặt từng nhánh nhỏ. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh không phong tỏa trên phạm vi lớn mà siết chặt lại tại những vùng trọng tâm, trọng điểm.
Những khu vực là vùng xanh phải được kiểm soát chặt, ông Dương Anh Đức phân tích. Nhận định về chiến lược mới của thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tình hình dịch bệnh đã được cải thiện những ngày qua. Việc bảo vệ, giữ vững, mở rộng vùng xanh được thực hiện ở nhiều nơi trên khắp địa bàn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói về 1 triệu liều vaccine Verocell vừa tiếp nhận. Ông Dương Anh Đức cho biết, ngày 31 tháng 7, khoảng 1 triệu liều vaccine Verocell đã được đến thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đơn vị nhập khẩu đã gửi mẫu vaccine này cho Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình. Sau khi được thẩm định đạt chất lượng, thành phố sẽ tiến hành tiêm dùng các loại vaccine khác trên tinh thần tự nguyện. Người đồng ý tiêm sẽ được tiêm. Thời gian qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi có hay không chuyện không tiêm sẽ bị phạt. Chúng ta đã biết chính sách của Việt Nam là tiêm vaccine COVID-19 miễn phí và tiêm trên tinh thần tự nguyện cho người dân. Các loại vaccine cung ứng cho người dân phải được thỏa mãn hai điều kiện là được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp, ông Dương Anh Đức thông tin. Vaccine Verocell do công ty Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products COLTD sản xuất. Vaccine phòng COVID-19 này đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, khoảng 800 triệu liều đang sử dụng tại 59 quốc gia. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh mất nhiều thời gian dập dịch? Tình hình dịch bệnh tại đô thị đông dân nhất cả nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điểm sáng đáng kể nhất sau 2 tuần là hàng loạt hạn chế bất cập thời gian trước đây đã từng bước được gỡ bỏ. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo với những điểm hoàn thiện nhất định trong công tác phòng chống dịch và chỉ đạo điều hành. Trao đổi với dân trí, các chuyên gia dịch tễ cùng chung quan điểm. Thành phố Hồ Chí Minh cần siết chặt, tăng cường hơn nữa các biện pháp giãn cách, phong tỏa, cách ly trong thời gian tới. Trong những ngày tiếp theo, thành phố cần đặc biệt chú ý đến hai phần việc, chính là siết chặt, tăng cường các biện pháp giãn cách và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Việc dập dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tốn nhiều thời gian hơn so với các địa phương khác. Do thời gian đầu, việc giãn cách tại địa phương chưa nghiêm, khi dịch đã lan quá rộng ra cộng đồng, việc giảm số ca nhiễm cũng đòi hỏi phải có thời gian, nhất là đối phó với biến chủng virus Delta này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhìn nhận. Ông Trần Đắc Phu nhận định, trong 2 tuần đầu tiên áp dụng chỉ thị 16, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm đổi mới, phù hợp trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, địa phương này đã áp dụng linh hoạt các biện pháp dựa theo những nguyên tắc chuyên môn cơ bản, từ xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa cũng như là điều trị. Bệnh viện phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã làm việc với lãnh đạo của khoa và phòng tổ chức cán bộ để rà soát và thành lập đơn vị điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2, hay còn gọi tắt là khu điều trị COVID-19. Theo đó, Bệnh viện phục hồi chức năng sẽ sử dụng tầng 3, tầng 4 để làm nơi thu dung điều trị cho bệnh nhân nhẹ, trung bình và có triệu chứng hoặc một số trường hợp có chỉ định thở máy. Quy mô điều trị khoảng 50 giường. Tất cả các giường đều được trang bị oxy tại giường để đáp ứng lập tức việc điều trị trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.